Xin chào quý vị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Xứ Dừa Miền Tây. Thì nói chung là hôm nay mình cũng muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái cách là một chiếc ghế gắn cái bô để cho dùng trong phòng cho những cụ già, những người lớn tuổi đó, mà bệnh đồ đó khó di chuyển đi để trong phòng, mà trong phòng mình không có toilet riêng á, sử dụng thì rất tiện lợi quý vị và các bạn. Đó, bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mình làm chiếc ghế này nha. Đơn giản lắm quý vị và các bạn ơi. Rồi, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là một cái chiếc ghế nhựa cao nghe các bạn. Ghế nhựa này mình lấy cái hiệu của Duy Tân, đó, cho nó bền. Nhựa này rất là dẻo các bạn. Mình sẽ khoét cái ghế này. Đó. Đây là mình có cái nắp xô của Duy Tân luôn. Nắp xô này 8 lít các bạn. Đó, cái nắp xô này 8 lít mình đã canh rồi với cái bô là rất là vừa. Nên mình sẽ để cái nắp xô lên đây, mình sẽ làm dấu nha. Mình đã làm dấu rồi mình khoét cái lỗ. Ghế này là ngồi vừa tầm lắm nha các bạn. Còn cái ghế lùn á thì quét cũng được nhưng mà ngồi nó bất tiện, nó không có vừa tầm như cái này. Bây giờ mình đánh dấu nha. Đó, mình làm dấu, bây giờ mình sẽ làm dấu cái này rồi mình sẽ quét. Mình đã khoét rồi các bạn, thấy lẹ không? Thì bắt đầu mình để bô vô nha. Không gì thôi. Thấy không? Rất là tiện lợi. Để cho mấy người già các bạn. Đêm hôm đâu đi không nổi á, người già bệnh rồi đó. Ngồi xuống vậy thì nó mỏi nhất khó
tiện lắm. Nó vậy nó rất tiện mặt ha. Vệ sinh trong này ngồi có cái ghế dựa mà. Đó, vậy các bạn thấy tiện không? Những người già đâu ngồi gì cho nó khỏe ha các bạn. Đó, các bạn thấy là thích đó, các bạn cái gì làm thay nè cho người già, cho gia đình mình. Còn gia đình có người già đó sử dụng rất tiện quý vị các bạn. Đây, video mình ở đây kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều nha.